Nga đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary. Tập đoàn Gazprom của Nga cũng xác nhận đang vận chuyển khí đốt cho Hungary thông qua tuyến đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng nhiều hơn hợp đồng đã ký. Trong tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Hungary, chính phủ có nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên an toàn cho đất nước. Tập đoàn Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Hungary thông qua đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với lượng bổ sung hàng ngày lên tới 2,6 triệu mét khối khí đốt cho đến cuối tháng 8 và các bên cũng đang đàm phán về lịch trình cho tháng 9. Chính phủ Hungary trước đó đã quyết định mua khoảng 700 triệu mét khối khí đốt tự nhiên ngoài khối lượng đã được ký trong hợp đồng. Tháng 7 vừa qua, chính phủ Hungary đã công bố gói biện pháp khẩn cấp về năng lượng gồm một gói 7 biện pháp như tăng sản lượng khí đốt, cấm xuất khẩu năng lượng và tăng sản lượng than. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Science Advances nhận định, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ xảy ra lũ lụt thảm khốc ở California, Mỹ. Trong bốn thập kỷ tới, đe dọa tới đời sống của hàng triệu người dân và ảnh hưởng đến khu vực tạo ra một phần tư lương thực của cả nước. Theo giới khoa học, các nhà hoạch định chính sách California tại Mỹ cần đối phó với sự kiện lũ lụt kinh hoàng mà không giống với bất kỳ cơn bão nào Họ cho rằng có thể khiến hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong lịch sử, các cuộc khảo sát trầm tích đã cho thấy, cứ sau từ 100 đến 200 năm, California sẽ phải trải qua những đợt lũ lụt lớn trên diện rộng. Trận lũ lụt lớn gần nhất là vào năm 1862, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, phá hủy toàn bộ thị trấn và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của bang. Nếu phải đối mặt với siêu lũ lụt, khu vực bị tàn phá nhiều nhất sẽ là những thung lũng trung tâm của California bao gồm sacramento fresno và bakersfield nghiên cứu vừa được công bố là giai đoạn đầu tiên của loạt nghiên cứu về ảnh hưởng của siêu lũ lụt với california trong tương lai kết quả từ hai giai đoạn tiếp theo được dự kiến sẽ được công bố trong vòng từ hai đến ba năm tới Vùng Valencia và Aragon của Tây Ban Nha đã phải đối mặt với ba vụ cháy rừng lớn. Đám cháy âm ỉ kể từ ngày 13 tháng 8 sau đó bùng phát dữ dội do gió mạnh, thiêu dụi 8.000 ha đất chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Chính quyền địa phương đã điều động khoảng 300 nhân viên cứu hỏa, ra sức dập tắt đám cháy. Lực lượng quân đội đã được triển khai để hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa. Một khu vực đang được chính quyền địa phương đặc biệt lưu tâm, đó là công viên tự nhiên Mocayo, dù hiện tại công viên này vẫn chưa bị ảnh hưởng từ vụ cháy, ít nhất 1.500 người đã phải sơ tán khỏi khu vực Aragon. Từ đầu năm tới nay, tại Tây Ban Nha đã xảy ra 388 vụ cháy rừng. Các vụ cháy rừng đã thiêu rụi 261.930 hecta rừng trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm qua đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm nay nhằm phục hồi nhu cầu tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế. Động thái này được đánh giá là khác biệt đáng kể với các nền kinh tế lớn khác vốn đang tăng mạnh lãi suất. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm lãi suất từ 2,85% xuống còn 2,75% đối với các khoản vay trong khuôn khổ cơ chế cho vay trung hạn kỳ hạn một năm áp dụng với các tổ chức tài chính, qua đó bơm thêm 400 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 59,33 tỷ đô la Mỹ vào thị trường. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cũng giảm chi phí vay thông qua các hợp đồng mua lại kỳ hạn 7 ngày. Với việc giảm chi phí vay, có biên độ tương tự từ 2,1% xuống còn 2%. Tháng 1 năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã điều chỉnh giảm cả hai lãi suất trên khoảng 10 điểm cơ bản. Trước đó cùng ngày, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu tích cực phục hồi của nền kinh tế với các chỉ số như sản lượng công nghiệp, doanh thu bán lẻ đều tăng ổn định.